Rồi em xin chào các bác. Có ngay một bộ dàn loa Mỹ và amply Nhật phục vụ các bác nhân ngày mưa gió. Cặp loa thì không phải giới thiệu là anh em nhìn phát biết ngay rồi. Cứ gân đỏ là các bác biết ngay là sạc Vinvega cho em nhé. Còn những cái ông khác mà gân đỏ ấy, thì cơ bản là có thể là thấy hình ảnh của sạc Vinvega nó đẹp quá thì sơn màu gân theo màu đỏ của sạc Vinvega. Còn màu đỏ là đặc trưng của sạc Vinvega. Đấy. Đấy. Cặp này thì nó to lắm các bác nhá. Đấy, cho nên là anh em nào mà phòng nó to khoảng độ 45 mm thì anh em nên chơi cặp này. Đấy. Và đương nhiên là trong cái vấn đề 45 mm thì phải khuyến cáo nữa là phải có chỗ để. Đấy, mà 45 mm mà các bác cứ chơi mấy cái bộ sập gụ tủ tre hay mấy bộ tay mà khoảng 20 xong rồi kệ kiếp vào thì chắc là không để được cái đôi này. Đây là cặp loa sạc Vivega E715 bát 40. E715 các bác nhá. E715 đấy chứ không phải E315 đâu. Đấy, E715 nó là to nhất trong dòng E rồi. To nhất nha các bác nhá. Đấy, cặp loa cực kỳ chất lượng, gấu biển. Đây là một cặp loa nghe nhạc gì cũng được các bác nhá, nghe nhạc gì cũng được. Những cái cặp loa mà nghe nhạc gì cũng được ấy, thì nó liên quan đến là cái gì, tức là ba giải của nó ổn, ba giải của nó đều đều, bát nó đánh cũng lực, trung nó sáng, tép nó cao, nó mịn, thì đấy là một cặp loa tương đối đa năng. Và đương nhiên là nó có thể hát được, có thể hát được, nhưng nó không phải dòng chuyên hát mà nó là dòng nghe nhạc nhiều hơn các bác nhá. Đấy, loa thì thường là như vậy. Còn đương nhiên các bác cho cái gì vào nó cũng kêu. Đấy. Các bác có mà xem phim con heo thì nó vẫn kêu bình thường. Đấy. Các bác có nghe nhạc sến sẩm, nhạc vàng, nhạc cải lương nó chơi hết. Đấy. Tuy nhiên là nó hay hay không hay thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái cảm nhận của các bác nữa. Đấy, còn với những cái cặp loa này thường anh em như này nhé, em chia sẻ các bác, thường các bác chơi những cặp này thường là sẽ thích những cái giải bát giải trầm, nó sâu, nó nặng, nó uy lực đấy. Còn cơm ly em ghép về nó hôm nay thì cũng rất là tương xứng con P15 Exotech của Marantz. Thì những cái dòng P15 và PM4 trơn và PM4 PM5 mà có Exotech thì nó là cái dòng đánh loa Mỹ thì từ trước đến nay, đến 20 năm nay rồi. Những cái cấu hình này không phải tự nhiên bọn em nghĩ ra đâu, mà 20-30 năm nay đổ bãi nó về Việt Nam và đã phối ghép nó như thế này rồi. Và đương nhiên là chia sẻ với anh em đấy là những cái kinh nghiệm thôi, cũng không có cái gì phát minh đâu, không có gì gờ gờ cả. Bây giờ các bác nghe thử em test bộ này xem thế nào. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa.